Chào mọi người quay trở lại kênh Hiển Đại Vô Giá. Chúc mọi người mới thật nhiều sức khỏe, luôn thành công nha. Mọi người chạy xe máy ấy, nhất là những người phụ nữ thì chắc nhiều khi không rành về xe. Đây là mình chỉ cho mọi người nha. Đây là trên chiếc xe AB nha. Cái này là phun xăng này. Đấy, xe nào có phun xăng thì có cái hình biểu tượng này nha. Kiểu giống cái máy quay phim này. Còn cái gạch 4 gạch này là cái đèn nha, là đèn trước ấy, lúc bật lúc tắt nha. Còn cái này là báo hiệu của nước này. Đấy, mọi người thấy giống cái thuyền không? Sóng nước trên thuyền đó nha. Con này xin em qua trái qua phải. Là đồng hồ tốc độ, này là km, là kim xăng. Đó, mọi người đi để ý nhất là người phụ nữ nha. Nếu mà cái kim xăng này mọi người bật lên hình thường là màu vàng xong tắt đi. Đó, mọi người mà thấy nó chớp ấy, rồi chớp đỏ nữa là mọi người phải dừng ngay nha, không được chạy. Chạy nữa là hư mất cái FI, bởi nó báo FI đã bị lỗi nha. Rồi còn cái này này, cái mà két nước này này, là mọi người chạy nó cũng chớp mà báo đỏ là mọi người phải dừng lại ngay để châm thêm nước vào nha. Không là nó sẽ hư. Đây, két nước bên này này, két nước của xe bên này này. Đó, cái này là đồ để châm nước này. Đó, đây này. Đó. Mọi người thấy video mình hay thì nhớ tặng mình like, đăng ký kênh nha. Xin chào, hẹn mọi người trong video ngày mai nha.